Thông điệp tất cả anh em Fratelli Tutti, thực thi tình yêu chính trị, số 186. Có một điều gọi là tình yêu được gợi ý, tức là nói tới những hành vi phát xuất trực tiếp từ đức ái, hướng tới cá nhân và dân tộc. Ngoài ra, còn có một tình yêu được ban truyền, những hành động bác ái thúc đẩy chúng ta tạo ra các thể chế lành mạnh hơn, mệnh lệnh công bằng hơn, cơ cấu hỗ trợ nhiều hơn. Theo đó, một hành động bác ái không thể thiếu được một nỗ lực nhằm tổ chức và cấu trúc xã hội để những người khác không phải khổ đau nữa. Đây là một hành động bác ái nhằm giúp đỡ ai đó đang đau khổ, nhưng nó cũng là một hành vi bác ái ngay cả khi chúng ta không biết người đó. Làm việc để thay đổi các điều kiện xã hội đã gây ra đau khổ cho họ. Nếu ai đó giúp người già qua sông, thì đó là một hành vi bác ái tinh tế và tốt đẹp. Mặt khác, chính trị gia nào xây dựng một cây cầu thì cũng là một hành vi bác ái. Trong khi một người có thể giúp đỡ người khác bằng cách cung cấp cho họ thức ăn, thì chính trị gia tạo công ăn việc làm cho họ. Đó cũng là thực hành một hình thức bác ái cao cả, sẽ tôn vinh hoạt động chính trị của họ.